Andy Murray ngôi sao quần vợt từng vô địch 3 lần đã chứng tỏ sức mạnh đỉnh cao tại giải ATP Master 1000 Canadian Open, còn được gọi là Roger Cup, tại đất nước lá phong. Trong trận đấu mở màn, Murray đã thể hiện sự xuất sắc bằng chiến thắng áp đảo với tỷ số 7, 6, 3, 6, 0 trước tay vợt Italy Lorenzo Sonego. Sự thăng hoa của Murray đã giúp anh lọt vào vòng 2 của giải đấu quan trọng này. Trận đấu diễn ra trong điều kiện áp lực, khi bóng đêm buông xuống, Murray đã phải đối mặt với gió mạnh và những yếu tố khó khăn khác từ thời tiết. Tuy nhiên, anh đã vượt qua mọi khó khăn để thi đấu tốt và giành chiến thắng một cách thuyết phục. Trận thắng này cũng đặt anh vào cuộc đua tiếp theo, nơi anh sẽ gặp thách thức mới từ Felix Ogliersai hoặc Mark Purcell. Sau trận đấu, Andy Murray chia sẻ, việc thi đấu vào buổi tối thật sự không dễ dàng, nhưng tôi tự hào về cách mình đã vượt qua và thi đấu tốt. Thời tiết khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn. Tôi đã cố gắng hết mình trong từng loạt tie break và cuối cùng đã đạt được chiến thắng quan trọng. Đây không phải lần đầu tiên Andy Murray gặp Lorenzo Sonego. Tại giải đấu ở Doha vào tháng 2, Murray đã có một trận đấu hấp dẫn với Sonego, trong đó anh phải cứu ba match point trước khi giành chiến thắng đầy ấn tượng. Với chiến thắng này, Andy Murray đã tiến một bước gần hơn đến mục tiêu tái chiếm vị trí dẫn đầu tại Canadian Open, nơi anh từng giành danh hiệu vào năm 2010. Murray tin rằng những kinh nghiệm và sự tự tin từ quá khứ sẽ giúp anh đối mặt với những thách thức sắp tới. Cuộc hành trình của Murray ở giải ATP Master 1000 Canadian Open vẫn đang tiếp diễn và những người hâm mộ đang háo hức chờ đợi những màn trình diễn tuyệt vời của tay vợt xuất sắc này.